Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 254 của phòng khám tạnh trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong những chương trình trước đây, chúng tôi đã trình bày một số bệnh lý về xương khớp thường gặp. Tuy nhiên, để quý vị hiểu rõ hơn bản chất của bệnh lý về xương khớp, trong chương trình tuần này, bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về cấu tạo của hệ xương khớp trong cơ thể con người để sau này khi tìm hiểu về các bệnh lý xương khớp sẽ giúp quý vị dễ dàng tiếp thu hơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Như dược sĩ MC Ngọc Quyên vừa giới thiệu thì trong chương trình này tôi sẽ giới thiệu với quý vị về cấu tạo của một bộ xương người tại sao chúng ta lại phải tìm hiểu về cái bộ xương người? Bởi vì khi mà chúng ta đã biết cái cấu tạo của bộ xương người nó như thế nào rồi thì khi mà chúng ta tìm hiểu về các cái bệnh lý liên quan đến xương khớp thì chúng ta dễ hình dung ra hơn và chúng ta dễ tiếp thu hơn. Lấy ví dụ như là khi mà chúng ta đã biết được cái bộ xương người nó được cấu tạo như thế nào thì khi mà nghiên cứu tới các bệnh lý, lấy ví dụ như chúng ta tìm hiểu tới cái bệnh đau mỏi vai gáy thì đây đây là cái chỗ mà thường xảy ra cái đau mỏi là cái vị trí này nó tổn thương này rồi khi mà chúng ta bị đau khớp gối thì cái khớp gối nó đau đây đây là cái khớp gối đây thì mình sẽ biết được là là cái vị trí đau ở chỗ nào cái cấu tạo của cái khớp đó ra làm sao à, hay là chúng ta bị thoái hóa cuộc sống thắt lưng đau mỏi lưng thì nó đau là do cái 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 các cái đốt sống lưng đây thì khi mà mình tìm hiểu kỹ về cái bộ xương rồi đó thì mai mốt chúng ta tìm hiểu về các cái bệnh lý liên quan đến xương khớp thì chúng ta rất là dễ dàng hấp thu hơn và qua đó chúng ta cũng đề ra được các cái biện pháp phòng ngừa các cái bệnh lý xương khớp này quý vị nhé. thì đầu tiên tôi xin giới thiệu sơ lược về cái bộ xương người. đây là cái bộ xương người nhìn từ phía trước trực diện này. đấy quý vị nhìn thẳng này. đây là cái bộ xương người ở đây. À, đây là cái bộ xương người nhìn từ phía sau nha các bạn nha. nhìn từ phía sau này. đây cái lưng của người ta đây. Còn đây là bộ xương người nhìn ngang như thế này. Thì đây là cái bộ xương người các bạn nhé. Thì um, cấu tạo của một bộ xương người đó nó gồm có uh, 206 cái xương tất cả và uh, nó chia thành hai cái nhóm xương. Uh, thứ nhất là các cái xương trục và thứ hai là các cái xương phụ. Xương trục thì gồm có uh, xương đầu mặt, uh, xương cổ, xương cột sống và uh, xương ức ở phía trước đây. Đó là cái nhóm uh, xương trục cái nhóm thứ hai là các cái nhóm xương phụ thì gồm có xương chi trên, xương chi dưới và các cái xương sườn thì đây là hai cái nhóm xương mà chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu về từng cái nhóm xương một. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái chức năng của bộ xương này, nó có tác dụng gì đối với cơ thể con người chúng ta. Thứ nhất là nó có tác dụng nâng đỡ đây là cái bộ khung giống như là một cái nhà nó có một cái bộ khung vậy nó nâng đỡ uh, mái tôn, nâng đỡ các cái tường uh, gạch ở chung quanh, nâng đỡ các cái vách ngăn. Thì đây là một cái bộ khung, nó nâng đỡ um, các cái cơ, nâng đỡ các cái cơ quan ở trong cơ thể chúng ta. Uh, cái uh, tác dụng thứ hai, cái chức năng thứ hai là chức năng vận động. Nhờ các cái xương này, nhờ các cái khớp này mà chúng ta có thể vận động dơ tay lên, dơ tay xuống, bước đi, chạy nhảy cầm nắm là chính là nhờ những cái khớp này nhờ những cái xương này chức năng thứ ba là cái chức năng tạo máu các bạn biết là trong các cái xương này nó có cái tủy thì chính cái tủy xương ở bên trong cái lòng cái xương này nó có tác dụng tạo ra các cái tế bào máu như là hồng cầu tiểu cầu bạch cầu và xương nó cũng là một cái nơi mà nó dự trữ và trao đổi các cái chất như là chất mỡ chất khoáng như canxi phốt pho chẳng hạn thì đó là ba cái chức năng chính của bộ xương. À, bây giờ mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta tìm hiểu về cái cấu tạo của một cái xương nó gồm có những cái thành phần nào. Để quý vị nhìn lên màn hình, đây là cái thiết đồ cắt ngang của một cái xương. À, thì cấu tạo của một cái xương dài à, thì nó gồm có những thành phần như sau thứ nhất là nó có hai cái đầu đây là một cái đầu phình to ở bên này một cái đầu phình to nữa nó bị mất cái đầu ở phía ngoài này rồi cái đầu phình to này chúng ta gọi là cái đầu xương và cái phần ở giữa đây gọi là cái thân xương cái thân xương này được cấu tạo bởi phía bên ngoài là cái phần cứng này gọi là cái phần xương đặc bên ngoài cái phần xương đặc này nó có một cái lớp màng gọi là cái màng xương ở giữa thân xương này nó có cái tủy xương, các bạn thấy cái lớp tủy xương đây Rồi ở trong cái phần, ở hai cái đầu xương này nó có cái phần xương sốt Và ở phía ngoài này là nó có những cái lớp sụn à, Cái phần bên ngoài nữa thì nó có các cái lỗ để cho các cái mạch máu và thần kinh đi vô Đây các bạn thấy là cái màu đỏ đây là mạch máu thần kinh là màu xanh Đấy, các cái mạch máu, các cái thần kinh nó sẽ đi vô để nó nuôi dưỡng cái xương này đó là cấu tạo của một cái xương dài còn đối với cấu tạo của một cái xương ngắn thì về cơ bản nó cũng giống như là cái cấu tạo của một cái xương dài tuy nhiên về hình thể thì nó có khác đôi chút đó là những cái thành phần cấu tạo nên một cái xương ở đây chúng ta chỉ có nguyên cứu một cái cách khái quát nhất thôi chúng ta không có đi vào chi tiết như là những cái lĩnh vực chuyên sâu của chúng tôi ở đây là cái kiến thức phổ thông để cho quý vị hình dung ra một cái cấu tạo của một cái xương nó như thế nào. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta tìm hiểu về cái sự tăng trưởng, cái sự lớn lên của xương nó được diễn ra như thế nào. Thì mời quý vị nhìn lên màn hình. Đây là cái quá trình hình thành cái xương và cái quá trình nó phát triển của cái xương từ lúc nhỏ cho tới lúc nó lớn theo ngày tháng mỗi một tuổi mỗi một năm thì cái xương nó sẽ dài ra như thế nào thì đầu tiên chúng ta phải nói về cái sự cốt hóa của xương quý vị nhìn lên màn hình quý vị biết rằng cái xương này, này nó được hình thành qua cái quá trình biến đổi từ cái mô liên kết và cái mô liên kết này nó sẽ thấm đầy cái chất canxi và nó hình thành cái mô gọi là mô xương cái quá trình này thì nó gọi là cái sự cốt hóa sự cốt hóa thì nó có hai cái loại cốt hóa, đó là cốt hóa màng tức là nó sẽ phát triển về cái chiều ngang và cốt hóa sụn thì nó sẽ phát triển về cái chiều dài lên. Đây là cốt hóa sụn, còn cái phần ngang này thì gọi là cốt hóa màng. Tiếp theo chúng ta nghiên cứu về cái sự tăng trưởng của xương thì nó cũng có hai phần, tăng trưởng theo chiều dài và tăng trưởng theo cái chiều ngang. Tăng trưởng theo cái chiều dài này thì chính là nhờ cái sự cốt hóa của cái đầu sụn này mà mỗi một thời gian thì nó sẽ dài lên. Thì cái sự tăng trưởng này đó nó chỉ kéo dài đến khoảng 20 đến 25 tuổi thì nó dừng lại. Cho nên là cái thời gian mà chúng ta cần bổ sung các chất dinh dưỡng đặc biệt là chất canxi để cho cái xương nó có đầy đủ chất dinh dưỡng, làm cho cái cơ thể của một người chúng ta nó được phát triển toàn diện đầy đủ đó thì chỉ có trong cái phạm vi mà từ khoảng 20 đến 25 tuổi thôi thì cái cái sự tăng trưởng của nó sẽ dừng lại rồi. À, còn cái tăng trưởng theo cái chiều ngang này thì chính là nhờ cái sự cốt hóa mà mà à. nó phát triển theo cái chiều rộng này ra. Thì như vậy đó chúng ta đã hiểu được là vì sao xương nó lại dài ra và nó sẽ to theo cái bề ngang này thì đó người ta gọi là cái là sự tăng trưởng của xương. À, tiếp theo chúng ta nghiên cứu về cái sự tái tạo của xương. À, mời quý vị nhìn lên màn hình nhá. Ở đây là cái hình ảnh sự tái tạo của xương. thì như quý vị biết đó, là tại sao khi mà xương của chúng ta gãy thì nó lại có thể liền được. khi mà nó liền như vậy thì chúng ta gọi là cái sự tái tạo của xương. xương khi mà nó gãy nó tổn thương như thế này đó, thì nó sẽ kích thích hai cái đầu xương này nó hình thành ra những cái mô liên kết, những cái mô liên kết này nó sẽ được thấm đầy canxi và dần dần theo cái thời gian thì nó sẽ uh, lắng động lại ở cái hai cái đầu xương gãy này và nó thành một cái can gọi là là cái can xương uh, nó giống như là khi mà chúng ta uh, xây dựng nhà cửa mà những cái vật liệu bằng bằng bê tông bằng xi măng đó khi mà nó gãy hay là nó nứt thì người ta dùng xi măng người ta chám lại người ta để một uh, vài đêm thì nó sẽ liền lại nó cứng cái xi măng lại thì nó sẽ sẽ liền lại hai cái vật liệu mà nó bị gãy đó. Thì đối với lại cái xương nó cũng vậy. À, khi mà nó gãy thì nó kích thích các cái mô liên kết và mô liên kết nó sẽ hấp thụ cái lượng canxi, nó dần dần nó sẽ tích lũy lại đây và nó sẽ bám vào hai cái đầu xương gãy, nó hình thành cái um, khối canxi ở nó dính liền hai cái khớp và nó hình thành cái can, nó giúp cho hai cái đầu xương này nó cố định lại với nhau. Thì đó chính là cái sự tái tạo của xương à, cũng xin lưu ý với các bạn là cái đầu xương gãy này nếu mà khi mà gãy đó mình nắn chỉnh lại cho hai cái vị trí nó sát với nhau nó càng gần nhau thì cái thời gian liền xương nó càng nhanh hơn còn trường hợp mà uh, những cái uh, xương mà nó cách xa nhau quá thì cái uh, sự liền xương nó chậm là chính nhờ cái cơ chế liền xương này mà những cái người người ta muốn tăng cái chiều cao lên đó, thì người ta tiến hành người ta cưa cái xương ra rồi người ta kéo giãn hai cái khoảng đầu xương ra một cái cái khoảng cách hợp lý nào đó rồi người ta cố định lại thì sau một thời gian nó sẽ thành cái can xương nó dính liền hai cái đầu xương này lại nó làm cho chúng ta cao lên thì đây là một cái trường hợp mà các bạn thấy là khoa bắp ấy, là cũng áp dụng cái phương pháp mà sự tái tạo của xương này để người ta làm cho cái chiều cao của ta cao lên các bạn nhé à, cũng xin lưu ý với quý vị là uh, xương khớp cũng như là các cái cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta nó cũng cần được cung cấp uh, dinh dưỡng để cho nó tồn tại và nó phát triển uh, thì trong hệ vận động của con người thì gồm có uh, xương có khớp có cơ uh, nó đóng một cái vai trò quan trọng vì nó là một cái bộ khung nó nâng đỡ toàn bộ cơ thể con người chúng ta uh, do đó mà chúng ta cũng cần phải uh, cung cấp dinh dưỡng cho nó để chúng ta có một cái bộ xương chắc khỏe phát triển toàn diện thì cơ thể của chúng ta mới phát triển toàn diện và khi mà chúng ta trưởng thành thì nó sẽ hạn chế được một số các cái bệnh lý liên quan đến cái hệ thống vận động mà chủ yếu là liên quan đến cái hệ xương khớp này quý vị nhé. Vậy thì dinh dưỡng của xương khớp nó gồm những cái thành phần nào? Thì quý vị nhìn lên màn hình quý vị thấy đó, cái bộ xương của chúng ta này nè, nó gồm có ba cái thành phần chính. Thứ nhất là chất khoáng, thứ hai là tế bào và thứ ba là chất nền. Trong đó cái chất khoáng mà chủ yếu là uh, canxi và photpho nó chiếm tới 80% và nó cũng là một trong những cái nguyên tố quan trọng nhất để hình thành và nuôi dưỡng cái xương của chúng ta nó phát triển toàn diện. Uh, canxi thì nó được cung cấp ở bên ngoài vào qua các cái loại thực phẩm. Uh, nếu mà chúng ta cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể thì nó sẽ hấp thu đầy đủ các chất canxi là cái nguyên liệu cần thiết cho cái sự hình thành và phát triển của xương cho nên là khi mà chúng ta cung cấp đủ canxi thì chúng ta sẽ có một cái bộ xương chắc khỏe à, xương cũng giống như các cơ quan khác thôi nó hoạt động và phát triển được là nhờ những cái yếu tố tác động từ chính cái nội tại của cơ thể con người cũng như là các cái tác động bên ngoài như là cái thói quen ăn uống, cái thói quen sinh hoạt, đặc biệt là những cái thói quen lao động nó hợp lý thì nó bảo vệ được cái bộ xương khớp của chúng ta, tránh những cái tác động xấu từ bên ngoài vào. Hệ xương khớp nói riêng và toàn thể cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hay không thì chúng ta gọi đó là cái tuổi sinh học. Còn cái tuổi niên đại đó là cái tuổi mà mỗi một năm chúng ta thêm tuổi Thì cái đó gọi là tuổi niên đại Tuổi niên đại thì chúng ta không có thể nếu kéo nó được Chúng ta không có thể can thiệp vào được Nhưng mà cái tuổi sinh học thì chúng ta có thể can thiệp được Chúng ta cũng cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể uh, Lao động hợp lý Tập thể dục thể thao thường xuyên Để giúp cho chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh Thì cái tuổi sinh học của chúng ta sẽ được kéo dài Tôi xin lấy ví dụ một cái cách rất cụ thể Để cho quý vị hình dung ra cái tuổi sinh học là gì cái tuổi niên đại là gì cái tuổi sinh học là như thế này này các bạn này các bạn thấy là có những cái ông già bảy tám mươi tuổi rồi nhưng mà cơ thể người ta còn rất là trẻ khỏe mạnh cơ bắp nó cuồn cuộn lên giống như là một cái anh chàng ba bốn mươi tuổi vậy thì cái đó là mặc dù tuổi đời tuổi niên đại của người ta là bảy tám mươi tuổi rồi nhưng mà người ta còn cơ thể của người ta còn trẻ như vậy còn khỏe mạnh như vậy thì cái tuổi sinh học là là cái sức khỏe của người ta đó các bạn còn cũng có những người mà mới có ba bốn mươi tuổi thôi mà đi lọm khọm như một ông già bảy tám mươi tuổi này thì cái tuổi niên đại người ta còn trẻ nhưng mà cái tuổi sinh học người ta đã thành một ông lão rồi thì đó chúng ta gọi là cái tuổi sinh học và cái tuổi niên đại là như vậy các bạn nhé cái tuổi sinh học thì chúng ta có thể can thiệp được chúng ta có thể níu kéo nó kéo dài ra được làm cho chúng ta trẻ một cái thời gian dài hơn là cái tuổi niên đại còn cái tuổi niên đại thì mỗi một năm qua đi chúng ta thêm một tuổi chúng ta không thể nào níu kéo cái tuổi niên đại của chúng ta được như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị một cái nét khái quát đại cương nhất về cái bộ xương người cái chức năng của bộ xương người sự phát triển của nó như thế nào và cái chất dinh dưỡng cần để cho xương nó phát triển một cách khỏe mạnh nhất do đó mà nếu chúng ta cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể mình hoạt động tốt phù hợp với lại từng cái lứa tuổi một thì cái quá trình lão hóa của cơ thể nó chậm lại và chúng ta có một cái sức khỏe toàn diện trong những chương trình kỳ tới thì chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu về từng cái loại xương một trên cơ thể của chúng ta liên quan đến những cái bệnh lý mà sau này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc quý vị vừa nghe bác sĩ nguyễn duy hải trình bày phần thứ nhất về giải phẫu hệ xương khớp của cơ thể người xin quý vị vui lòng like chia sẻ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình mới nhất của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt